Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm một cái clip ngắn để giới thiệu cho các bạn về một cái phần mềm cũng trong hệ sinh thái của Autodesk, đó là cái phần mềm Formit Sở dĩ mình làm cái clip này tại vì mình thấy gần đây là có rất là nhiều bạn, đặc biệt là những bạn sinh viên hoặc là những bạn mới đi làm thì các bạn bị rối loạn ở trong các cái hệ thống phần mềm mà các bạn đang biết các bạn không biết là khi nào thì mình cần dùng phần mềm nào khi nào cần dùng cái gì để làm cho công việc của mình Ê, thì mình giới thiệu thêm một cái phần mềm đó là cái FormX. À, để vì cái phần mềm này thì nó trực thuộc về Autodesk luôn và nó cũng link thẳng trực tiếp với Revit luôn và nó hỗ trợ chúng ta trong quá trình chúng ta phát triển cái concept, phát triển cái ý tưởng à, và hoàn thiện cái concept uh, cho cái công trình của chúng ta. Đồng thời nó có một cái ưu thế đó là nó uh, nó giống như một cái cầu nối, nó như một cầu nối giữa SketchUp với lại Revit. Uh, thì như vậy sẽ giúp cho các bạn mà liên hệ giữa khi mà làm việc các bạn liên hệ giữa các cái nền tảng phần mềm của công việc của bạn nó hiệu quả hơn à, thì đó là cái nội dung của cái clip này thì trong cái clip này thì mình sẽ không có giới thiệu toàn phần về biết nó sẽ có những cái gì mình sẽ giới thiệu ở, ở dạng tóm tắt tổng quan còn phần tìm hiểu thì sẽ tự các bạn tìm hiểu nhé tại vì cái phần mềm này nó cũng đơn giản nếu như mình sử dụng ở mức độ cơ bản thì nó cũng hết sức đơn giản không tốn thời gian nhiều của bạn lắm đâu và mình sẽ tập trung mình nói về ba cái ba cái cách uh, sử dụng uh, formic uh, cơ bản khi mà chúng ta làm việc uh, với Revit. Uh, cách thứ nhất đó là sử dụng từ cái môn chẳng có Revit. Cách thứ hai là chúng ta làm trên formic và chúng ta đưa vào trong Revit. Và cách thứ ba là chúng ta link từ cái sketchup sang form sang từ formic vào trong à, Revit như thế nào thì đó là cái nội dung ở trong clip này à, nếu như các bạn cảm thấy nội dung uh, hay hấp dẫn và có ích không việc của các bạn thì các bạn hãy like share và uh, chia sẻ clip của mình để cho nhiều người tiếp cận được với các cái nội dung mình chia sẻ hơn nha à, Cảm ơn các bạn rất là nhiều thì chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung cụ thể thì đối với biết thì đối với Revit 2022 thì khi các bạn cài thì nó sẽ có sẵn cái Uh, plugin để liên kết giữa các phong ít và cái việc các bạn cần làm là các bạn chỉ cần đi và trang web là formx.autodesk.com này các bạn có thể cài nó. Nếu như các bạn không muốn cài nó thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái nền tảng web của nó. À, các bạn có thể lên x uh, from web nó cũng được nếu như các bạn không muốn cài. Còn nếu các bạn cài thì nó cũng nhẹ nhàng nó vào khoảng là 7 800 m cho cái bộ cài và khi nó bung ra thì nó vào khoảng 1,5 năm đến 2 ghi thôi. Uhm, thì đó là cái cài và khi chúng ta cài xong thì đối với Revit 2022 thì tự động nó có cái liên kết ở trong cái phòng machine xa này sẽ có một cái nút nó tự động xuất hiện chúng ta. Uh, và trong cái phần uh, add in này nó sẽ có xuất hiện là thêm một cái nút là convert rồi uh, convert uh, RFA to form tức là cái uh, convert cái Revit uh, family của chúng ta sang uh, cái dạng khối của FormX. Thì đó là đối với Revit 2022 còn đối với lại Revit mà 2021 trở về trước thì các bạn muốn liên kết giữa tạo mối liên kết giữa FormX với lại uh, rít thì chúng ta sẽ cài thêm cái Revit 2020 add-in đó các cái add-in như thế này để để tạo mối liên kết giữa các cái phần mềm. Thì đó là về phần uh, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để cài. Um, còn về mặt bản chất thì uh, Formix nó sau khi các bạn cài xong uh, thì nó sẽ là một cái phần mềm uh, độc lập như thế này. Thì uh, về mặt bản chất thì mình uh, sử dụng thì mình uh, thấy là um, Formix nó giống như uh, SketchUp À, về mặt bản chất tất cả các công cụ của nó nó gần như tương đồng với lại SketchUp. À các bạn nếu như các bạn đã sử dụng quen SketchUp rồi thì các bạn qua trong môi trường ít thì các bạn cũng sử dụng nó và tìm hiểu nó cũng hết sức là dễ dàng y chang như vậy thôi. À, đó là cái 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 cơ bản nhất của ít Nó về mặt nếu như các bạn đứng dưới góc độ uh, model. Còn nếu như các bạn đứng dưới góc độ các bạn có tìm hiểu về các một số cái phân tích về uh, năng lượng, một số cái phân tích về uh, cái mô phỏng của công trình thì phong ít khi các bạn đưa cái mô hình mà các bạn sơ phát vào trong cái môi trường phong ít này thì các bạn cũng có thể là các bạn chạy được những cái mô phỏng như thế nếu như các bạn tìm hiểu chuyên sâu hơn về cái lĩnh vực đó à, thì mình giới thiệu sơ bộ như vậy còn bây giờ về ba cái cách mà chúng ta làm việc đối với phong ít thì cách thứ nhất là như thế này ở cách thứ nhất nếu như các bạn đã có một cái mô hình à, cơ bản ở trong Revit và các bạn muốn là thiết kế thêm À, thưa quý các bạn bây giờ ở đây các bạn muốn tỉa tót thêm à, những cái thành phần à, à, các bạn muốn gọi là thiết kế thêm những cái bộ phận này kia cho một cái công trình thì chúng ta nếu như chúng ta có thể là vẽ thẳng ở trên david luôn thì cũng được mà nếu như các bạn cảm thấy việc vẽ trên david chúng ta còn đang phát thảo mà các bạn việc các bạn khai báo tường trần sàn ở trong david vì các bạn à, tỉa tót các cái mảng thông tin rồi việc các bạn khai báo vật liệu trong các lớp này nó làm chậm cái tiến độ ý tưởng của bạn nó làm chậm cái việc làm à, còn sếp của bạn thì chúng ta sẽ chỉ việc để chúng ta vào trong Machine Insight và cho đó chúng ta sẽ bấm vào cái công với cái nút công cụ là formic và Sketch này. Thì phong thực chất đó là cái môi trường sketch của uh, hỗ trợ cho Revit và môi trường sketch gọi là tương đồng với sketchup để hỗ trợ cho Revit thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn cho chúng ta. Ở đây là cái một cái rất là hay của phong khi làm việc với Revit. Cái thứ nhất đó là launch form from with on visible Revit offset tức là trong cái môi trường chúng ta đang có bao nhiêu đối tượng Revit thì chúng ta sẽ đưa hết sang Form X nhiều đó. Thì khi các bạn mà chọn cái chế độ đầu tiên như vậy thì các bạn thấy là bây giờ bên mô hình sẽ kết chấp có cái gì thì nó sẽ bưng hết sang bên phòng x nguyên cái mô hình cái nhà như thế này. Đây là nguyên cái mô hình gốc của bên à, Revit và chúng ta sẽ bưng qua bên form Ease như thế này và bây giờ sang form Ease thì các bạn bây giờ các bạn muốn tỉa tót thêm ví dụ các bạn muốn vẽ thêm một cái gì đó chẳng hạn như bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ vẽ Create sketch y chang như SketchUp nha các bạn nha bây giờ mình muốn thử vẽ thêm một cái rectangle tăng à, mình sẽ vẽ bây giờ thao tác vẽ thì nó cũng y chang như các bạn làm SketchUp chấp chẳng nó chỉ khác ví dụ như bây giờ đầu tiên là mình sẽ bắt đầu từ uh, một nét này xong rồi mình sẽ đưa lên đơn vị của nó là 300 và sau đó thì mình sẽ À, bấm chuột phải để mình quay nha Và mình sẽ chọn qua đây đúng không thì mình sẽ có được một cái rác tăng ở trên này Sau đó thì uh, các bạn sẽ dùng Cái cụ select này chúng ta sẽ tạo Chọn cái mặt này sau đó các bạn bấm chuột trái Các bạn kéo nó ra đúng không Tương tự như cái công cụ uh, pull push Ở trong cái uh, uh, chấp Là các bạn chọn cái mặt này đúng không À, các bạn kéo nó ra thì chúng ta sẽ có ví dụ chúng ta thử chúng ta có thêm một cái khối như thế này ở chỗ này xem có vấn đề gì không à, các bạn có thể là chọn cái cạnh này à, các bạn kéo nó xuống để tạo thành một cái mái dốc như thế này à, chúng ta thử thôi được xem có vấn đề gì không à, và những cái các bạn tạo ra ở đây thì các bạn cũng có thể là à, đưa vật liệu vào cho nó để thử nghiệm ví dụ như các bạn ở trong này vật liệu ở đây nha nó giống y chang như bên công cụ pen của à, thúc thôi ví dụ như các bạn muốn làm một cái vật liệu là group nào yeah. ở trong này thì chúng ta sẽ có những cái vật liệu như thế này các bạn thấy nó cũng khá là quen thuộc với các bạn đúng không chúng ta có thể cho cái vật liệu này vào và cái thao tác vui vật liệu vào thì cũng y chang như là thao tác phát tạo vì đây là cái phần mềm nó hỗ trợ cho việc các bạn phát thảo mà và mọi cái thao tác thì nó uh, nó rất là nhẹ nhàng rồi sau khi mà làm xong cái câu chuyện này xong rồi á thì chúng ta liếc qua cái uh, thứ nhất là về cái tinh chỉnh về mặt uh, property thì chúng ta sẽ có được một cái đường ví dụ như khi bạn chọn vào một cái đường như thế này dùng công cụ chọn chúng ta chọn cái đường này sẽ có một cái thông tin ở trong cái uh, nó có một cái thông tin ở trong cái bảng như thế này nhá rồi uh, nếu như mà uh, chúng ta uh, đây là cái nơi chúng ta có thể điều chỉnh được các cái hiển thị ở trong môi trường vẽ form x làm sao cho nó đẹp bao gồm có hiển thị bóng đổ hay không có bóng bản thân hay không vì uh, cái thông tin này thì nó rất là quen thuộc với những người uh, sử dụng phần mềm uh, các bạn có thể đưa thêm vào một số cái vật dụng thư viện để các bạn trình bày cho thêm cái phương án của mình ở trong uh, form x rồi uh, và chúng ta sẽ có là um, Ờ, ừ, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đưa thêm một số các cái à, đối tượng vào như kiểu Building Mass, Solid Utility, Body Test này kia chúng ta đưa vào à, trong này và chúng ta sẽ à, còn đối với lại cái à, cái mô hình này khi nó quản lý vào trong này thì nó sẽ bao gồm là những cái đối tượng chúng ta import từ trong Revit sang nó mở sang Forvis thì nó đưa vào trong cái laser nó gọi là Revit Contest còn những cái chúng ta dựng mới này thì nó sẽ nhận là một cái đối tượng riêng và sau khi chúng ta đã hoàn tất cái công việc rồi chúng ta vẽ thêm bớt cái này cái kia rồi thì chúng ta chỉ việc làm một cái công việc đó là chúng ta bấm vào cái nút này và cái nút này nó chỉ xuất hiện khi mà các bạn đưa cái mô hình à, từ trong à, Revit sang Form X bằng cái à, công cụ bằng này nha chúng ta à, cái này nó chỉ hữu dụng khi mà chúng ta có xuất hiện khi chúng ta đưa cái Form X à, đưa mô hình từ Revit sang Form X để chúng ta phát thảo thêm từ đây à, thì sau khi các bạn làm xong nó sẽ có cái nút này tức là bây giờ đưa ngược lại à, vào bên Revit thì mình sẽ bấm đưa ngược lại. thì khi mà đưa ngược lại nó lại có hai cái tùy chọn một đó là Selective Only, hai là on Visible. tức là à, nếu như các bạn à, chọn à, cái này ấy, thì có nghĩa là ví dụ trong này các bạn vẽ thêm rất là nhiều thứ nhưng mà các bạn chỉ chọn một cái đối tượng nào đó thì chúng ta chỉ đưa cái đối tượng chọn đi sang cái mô hình thôi. hoặc là các bạn có thể tùy chọn cái thứ hai là tất cả những đối tượng ở trong form viết này nhưng mà ngoại trừ Revit contest Layer tức là ngoại trừ cái mô hình gốc đây là cái mô hình gốc của chúng ta còn đây là cái chúng ta mới vẽ cái này nó gọi là revit contest thì bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta à, đưa hết cả cái máy này qua và chúng ta ngoại trừ cái cái mô hình gốc này thì chúng ta bấm ok nó cái gì chúng ta vẽ thêm mới trong revit trong phối chúng ta chỉ việc đưa qua thôi chúng ta bấm ok và sau khi chúng ta ok xong thì nó báo là cái này đã được đưa vào trong cái mô hình đó rồi ở lúc này thì chúng ta đi sang bên revit chúng ta xem thử nha đây các à, sẽ thấy là ví dụ như cái máy chúng ta vừa mới vẽ vào đấy thì bây giờ nó được đồng bộ hóa còn đây và tất nhiên đồng việc đồng bộ hóa này nó còn đồng bộ hóa theo cả cái tester tức là cái vật liệu chúng ta tạm thời chúng ta đưa vào đây tất nhiên đây chỉ là cái vật liệu phát thảo thôi và đây chỉ là một cái khối phát thảo thôi nó không phải là khối thiệt để không phải không phải là khối thiệt mà nó nó chưa phải là một cái khối được uh, thuần hóa là viết là nó, nó chưa phải là một cái khối mang thông tin nó chỉ là một cái khối chúng chất phát thảo để chúng ta hoàn thiện phương án phát thảo chúng ta trình bày cho khách hàng chúng ta trình bày cho người này người kia về phương án của chúng ta là cái hình dáng nó sẽ là như thế khi mà chúng ta có chốt hình dáng rồi chúng ta sẽ dựa vào những cái phương án này chúng ta à, đưa ra cái hồ sơ triển khai cho nó phù hợp thì đó là cái cách sử dụng thứ nhất là chúng ta lấy mô hình thẳng từ trên Revit và chúng ta à, sang phong à, xong việc với cái này rồi các bạn tắt đi các bạn thích thì các bạn lưu không thích thì thôi chúng ta bấm à, à, có thể là discard ha. À, cái cũng trong cái đầu tiên đó thì ban nãy mình có một cái tùy chọn là mình chọn hết tất cả những cái này Rồi một cái tùy chọn khác cũng rất là hay đối với phong ít đó là nếu như các bạn có thể chọn nếu như các bạn không à, không muốn quá nặng nề hoặc là các bạn chỉ muốn tập trung vào ví dụ bây giờ các bạn muốn thiết kế cái khu vực sân sau này thành một cái sân chơi terrace nhỏ nhỏ này kia thì các bạn có thể là chỉ chọn những cái đối tượng ở trong cái group này trong cái khu vực này thôi đúng không Điều như thế này, các bạn chỉ cần chọn cái này thôi và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chọn những đối tượng đó, chúng ta vào trong mass Size và chúng ta sẽ chọn là à, uh, và lúc này đưa qua Form X thì chúng ta không phải là đưa hết toàn bộ mô hình, chúng ta chỉ đưa Form with Selected Revit Object thôi. Thì sau khi chúng ta chọn như thế xong thì các bạn sẽ thấy là vì cái mô hình mà đưa qua bên form này nó chỉ là cái phần uh, gọi là cái cụm cái chỗ mà chúng ta cần à, cần quan tâm thôi để binh bố thêm ví dụ các bạn binh đem cái máy lam các bạn đưa ra đây, à, các bạn vẽ thêm này kia đưa ra đây, xong các bạn lót ngược lại trong Revit thì các bạn có một cái mô hình hoàn chỉnh thì chúng ta có thể là à, sử dụng cái tùy chọn thứ hai như thế ở trong cái cách làm việc thứ nhất là cái mô hình liên thông với lại trực tiếp với lại trong cái ông Revit rồi À, trong cái cách sử dụng thứ hai thì đó là chúng ta có một cái chúng ta khởi động phần lên và chúng ta bắt đầu một cái file vẽ mới Hoặc à, không liên quan gì đến cái mô hình của Revit hết đây các bạn thấy là không có cái nút mà đưa lại mô hình Revit cái file Revit chúng ta đang mở ở đây đúng không? thì bây giờ chúng ta cứ vẽ như bình thường ví dụ như ở đông đây các bạn nếu như vào edit nha reference chúng ta sẽ chỉnh phần unit precision này sang mm hết nha để có đơn vị vẽ mm sau đó chúng ta dùng công cụ biên soạn ví dụ như ở đây mình biên soạn thì việc biên soạn nó thì nó cũng giống như là chúng ta vẽ ở trong sketchup thôi ờ. Nếu như các bạn nào đã quen vẽ SketchUp rồi thì các bạn thấy cái giao diện này rất là thân thiện đúng không? Sau đó thì nó chỉ khác cái công cụ Pulse Boot ở trong SketchUp thì có công cụ riêng ở đây thì chúng ta chỉ việc là dùng công cụ chọn này chúng ta chọn lấy cái mặt ngon và chúng ta sẽ bấm trái chúng ta giữ nguyên chúng ta kéo lên đó. các bạn muốn nó lên bao nhiêu chính xác bao nhiêu thì các bạn sẽ nhập cái con số vào đây đó. chẳng hạn như vậy rồi ở đó thì ở trên những cái mặt tương ứng này thì các bạn thích thì các bạn vẽ thêm ví dụ như là các bạn vẽ thêm một cái hình đại giác à, các bạn vẽ thêm một cái đường tròn thao tác vẽ thì nó cũng đơn giản mình vẽ những cái hình học đó. không có ý đồ gì hết nó chỉ mang tính chất là À, minh họa thao tác cho các bạn thấy là nó à, không khác gì kết à. để chúng ta có thể đục lỗ qua này và tất nhiên cái nền tảng Formic này nó có cái nền tảng cho iPad nha các bạn nếu như các bạn có sử dụng iPad hoặc là các cái máy tính bản thiết bị di động thì đều có ở trên đó thì chúng ta có thể là à, bất kỳ lúc nào chúng ta có thể sử dụng được cái Formic này ở trên các cái nền tảng di động của các bạn đang có à, để biên soạn những hình khối và thậm chí là chúng ta có thể là đưa vật liệu vào cho nó đúng không ta có thể là phát thảo có những chúng ta phát thảo bình thường ví dụ như là chúng ta muốn đưa à, thổi gió à, như thế này à. rồi à, đưa vào đây rồi. rồi chúng ta sẽ đưa vào rồi rồi sau đó thì chúng ta lại tiếp tục nha. chúng ta đổi sang ví dụ như thay rồi sample chúng ta có à, những cái loại gạch khác chúng ta đưa vào chẳng hạn như vậy nó sẽ có một cái khối này và công việc kế tiếp của bạn sẽ lưu cái khối này lại. À đây mình sẽ đưa vào trong uh, desktop mình đưa vào form đặt tên cho nó là form 2 không? form 2 hẳn như vậy không? và cái lưu cái đuôi lưu của nó là HM rồi, và chúng ta save bây giờ chúng ta sẽ sang bên nha để biết bây giờ các bạn muốn đưa nó vào trong cái uh, dự án này thì chúng ta sẽ vào trong insert và chúng ta sẽ vào import cat import cat xong thì chúng ta sẽ uh, vào trong cái form vậy chúng ta sẽ form hai đây vậy chúng ta sẽ chọn ví dụ có thể là auto center to center đơn vị thì auto detect rồi chúng ta có thể là bắt đầu cái place thì như đó, chúng ta ta bấm open đó, thì chúng ta sẽ đưa được cái khối à, cái khối mà chúng ta đang biên soạn đây một cách độc lập vào trong à, revit như thế này à, đó và cái khối này tất nhiên nó mang theo cái tester tức là cái hoa văn rồi vật liệu à. À, như chúng ta đang à, để trên FormX. Đó, các bạn thấy là có cả gạch hoa gió này, có cả gạch này kia, đó tùy theo công việc chúng ta sử dụng. Nó không thích thì chúng ta lại xóa đi bình thường. Rồi, đó là cái cách sử dụng thứ hai khi chúng ta làm một cái à, mô hình ít mới hoàn toàn và nó không có sự liên kết với về Revit thì chúng ta sẽ đưa vào theo cái dạng import. rồi cái à, dạng thứ ba đó là cái dạng mà chúng ta à, dùng SketchUp chúng ta dùng SketchUp để chúng ta có thể là biên soạn những cái hình khối của chúng ta và bây giờ chúng ta muốn đưa cái mô hình này vào trong Revit để chúng ta làm thành một cái chúng ta muốn đưa vào trong Revit thì chúng ta có thể là hoàn thiện nếu chúng ta đã chốt phương án chúng ta đưa vào trong Revit để chúng ta đưa để chúng ta hoàn thiện tường trần sàn cửa đi cửa sổ theo cái chuẩn của Revit để chúng ta làm việc tiếp thì chúng ta ví dụ chúng ta có một cái mô hình của Revit này mình dựng đại đại chơi chơi cho vui vậy thôi không Nhận thêm Chẳng hạn như thế mình có một cái Mô hình như thế này, mình lưu ở lại Nó là form 1 nha Thì sau đó mình sẽ vào trong cái phần form x này Mình sẽ chọn là open sketch Và mình sẽ chọn là locally Thì trong cái môi trường form x này nó sẽ nhận nha trong nó sẽ nhận tất cả những cái đuôi mà bằng những phần mềm vẽ thông dụng như các bạn vào trong những cái đuôi hỗ trợ nó đây đầu tiên ấy ấy xem nó là cái đuôi mà của form x rồi uh, objects là cái đuôi mà chúng ta hay xuất ra từ sketchup hay là 3d smart ở đây sl sat này thậm chí nó hỗ trợ thẳng sketchup nó hỗ trợ thẳng 3d của autocad luôn uh, hỗ, hỗ trợ luôn cả fbx là những cái đuôi mà chúng ta hay xuất từ trong revit xa các bạn có thể để on support format thì thấy là có ta mở được cả cái form này nó file sketchup nha ở đây mình đang dùng Revit hai 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 với sự kết là hai không hai mươi, là hai hai mươi. thì cái vấn đề ở đây là chúng ta sẽ mở open. Đó. thì đây là cái mô hình mà chúng ta đã 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 mở từ cái sự này và nó tự động nó sẽ lưu một cái form gọi là form một axm. Đúng không? Ở, ở trong cái cái form một axm này chúng ta sẽ chọn thì trong cái môi trường của của form X này, các bạn cũng giống như là trong môi trường của David các bạn ví dụ các bạn để con chuột vào một cái đối tượng này, các bạn bấm hết, nó sẽ chọn là thành uh, tab, là chọn hết toàn khối, các bạn có thể là quét chọn hết tất cả những cái khối này. À, ở đây là cái chúng uh, ta có thể là xem được uh, cái dạng phối cảnh của điểm tụ, phối cảnh không có điểm tụ, phối cảnh dạng thô đó các bạn. Chúng ta có vào trong cái bảng property chúng ta có thể đưa thêm vật liệu nữa vào nếu như các bạn muốn chỉnh sửa thêm cái mô hình ở đây ví dụ các bạn thấy ở đây là cái mô hình của sự kết chấp nhưng mà đi vào trong này các bạn vẫn có thể là chỉnh sửa thêm ví dụ như các bạn vẫn có thể là à, kéo ra thêm tức là nó thao tác được à, trên cái mô hình sự cách chấp chuẩn của bạn nha đây à chẳng hạn như thế rồi chúng ta sẽ có được một cái à, mô hình à, À, như thế này và sau khi chúng ta có mô hình như thế này thì chúng ta bấm lưu lại thôi sau khi chúng ta chỉnh sửa thêm một chút xíu ở trong này chúng ta bấm lưu lại đó là form 1 ACM rồi và chúng ta vào trong môi trường Revit và lúc này chúng ta lại import cat đúng không và chúng ta sẽ chọn form 1 ACM mình open đây thì đây là cái mô hình mà chúng ta vừa mới biên soạn ở trong Revit xong à, xin lỗi ở biên soạn ở trong SketchUp xong rồi SketchUp xong chúng ta lại đưa sang Form X và chúng ta lại biên soạn tiếp các bạn thấy hai cái nền tảng này có sự tương đồng nhất định như là cái mô hình sự kết chấp mà các bạn vẽ ở bên này các bạn vẽ ở bên này thì các bạn đưa sang ở bên này thì nó sẽ uh, tự động nhận tiếp và chúng ta có thể nhận các mặt hai đối tượng tiếp để chúng ta làm tiếp nhưng mà với điều kiện cái mô hình ở bên sự kết chấp này các bạn đừng có group các bạn đừng có uh, a create theo cái tức là các bạn đây là một cái khối mà các bạn dựng liền mạch thì nó còn nó sẽ nhận cái kiểu đó còn nếu như các bạn đã group hay là các bạn make component ở trong uh, uh, ở trong này thì các bạn đi qua này nó hơi nó hơi rắc rối một chút xíu và right. sau khi chúng ta đưa vào trong này rồi chúng ta có thể là ví dụ sử dụng cái khối này để làm một cái khuôn cool thì chúng ta có thể là uh, biến nó thành tường trần sàn mái này kia cho nó chuẩn theo cái phương án sơ phát mà chúng ta đã làm ở trên cái chip hoặc là bình phòng ít nha các bạn thì uh, cái nội dung của cái clip uh, mang tính chất giới thiệu chung của mình uh, đến đây là kết thúc uh, hy vọng những cái giới thiệu của mình sẽ làm cái động lực cho các bạn các bạn có thể tự cài và tự mày mò cái form ít này uh, để các bạn có thể liên kết với lại những cái công việc những cái đầu việc về uh, Revit của bạn nó tốt hơn đồng thời là các bạn có một cái câu nối để liên thông giữa SketchUp với lại Revit nó À, nó ổn nó áp hơn từ đó xây dựng được cái quy trình công việc riêng của các bạn nó thuận lợi hơn nhé à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái clip chia sẻ à, kế tiếp